Trống đâu phải mái đâu. Ui đi mẹ bằng con. Trống nhá. Ra giọng trống lên mái. Xuống nấu súng bãi ngồi, nấu súng bãi ngồi anh em nhá. Ngồi lùi lại đi để cho nó ấy. Đứng thúc. Xin chào mọi người, chào tất cả anh em. Anh em đi theo em để tận mắt chứng kiến con trà bào nhá. Đầu trắng vuốt và có cái mỏ đen, mắt đen rồi. Thì có rất nhiều anh em đang săn con đấy rồi. Thì có một người em nó gọi điện cho em và một ông anh nữa gọi điện cho em bảo là lên đấy xin nó ra tận nơi để quay thôi. Thế đây em có mang lồng chim đi nhưng mà mang đi chỉ trưng bày thôi vì là nếu lồng chim đấy thì có cái lưới là anh em nhé. Thì anh em muốn xem đấy là để em theo em để biết hay không hoặc là làm với anh em nhé. Đây anh em nhá, anh đằng sau đưa em đi đây. Ok, từ nãy có một người nữa nhưng mà người nữa thì chưa đi được, 12 giờ chưa đi được cơ. Ok anh em theo nhé. Nhà phân phối Cám Hiệp Đồng Nai, chuyên bán buôn, bán lẻ chiết khấu cao. Thông tin liên hệ Facebook Lợi Trà Bào và Về Lợi, số điện thoại 0969729686 và 0987729990. Hiệp Đồng Nai luôn luôn đồng hành cùng những chiến binh. Đây anh em này, lưới quay kín rồi này. Đây con nào đây, dính này. Chích. Bao mét á? 80 mét. 80 mét bên này của ai này? Bên này của dân à? Ở đây, nhà đây, ông ở ở đây. Bên này cũng lưới. Trên này nhiều người biết rồi, rất nhiều người biết, hôm qua cũng có bao người quay đây anh em ạ. Xuống thật. Nấu súng bãi ngồi anh em nhá. Ngồi lùi lại đi để cho nó ấy. Súng bãi ngồi rồi. Xuống bãi rồi thì mẹ gặm thu lão rồi, xua cho chéo sang bên này đấy. Đưa gọi anh đi còn thổi coi. Đấy, coi mẹ rồi. Vừa xuống rồi. Vừa xuống banh ngô này. Thu chưa? Bây giờ vào găng lên đi. Từ từ không các hạ đi. Nó đang ngồi tao lại rồi. Bây giờ thu đâu rồi, găng lên chưa? Đây anh em nhá, đây tập trung anh em đây đang săn. Tí em sẽ có clip đẹp của nó cho anh em xem. Để anh chăm ạ. Đừng có lại về em rồi, về tay em rồi. Tháo lưới thịt còn mẹ. Đây. Ơ nó bay mẹ lên kìa. Phải nó không? Không. Không phải nó. Đúng đấy. Con nào vừa bay lên à? Không, con điên. Không phải điên. Không phải nó bay lên, nó đi chơi lên. Chỗ này có đúng một con đấy rồi. Chưa lên. Nó vừa rồi. Chưa lên đi. Zoom nhỏ lại nhé. Trống đâu phải mái đâu. Ui đi mẹ bằng con. Trống nhá. Ra giọng trống. Nói bé đâu xuống chơi. Xuống chơi. Trống nè trống. Ôi tay cứ run. Mỏ đang đột. Xuống đấu không? Con khác không phải. Ôi nó xuống nghịch lại nhìn hấp dẫn không? Nó xuống ngoại ngô kìa, đẹp thế không? Nhưng mà chưa đi. Nó vẫn ở trong được chưa? Rồi vào đây. Được chưa? Cua đâu này? Giang ơi, được chưa? Bảo lên góc trên này đi. Bây giờ bây giờ đi vòng sang bên kia. Đi vòng đây, đi vòng hết. Hai ba người rồi hết đi hết. Chân anh tao không đi đường bẩn nữa. Lên đây thì đã có anh em đang săn đây rồi, em chỉ đi hôm nay đi bỏ rồi chỉ đi có đi ấy thôi. Đi để quay video thôi. Chân đau mình không ấy được. Được video đẹp. Bỏ ô đi anh ơi. Bỏ ô đi. Đó đi cầm ô đấy. Xua gần này hôm sau thách bẫy được nữa. Được thôi nào. Đừng này anh, đừng trôi, đừng vắt, đứng dịch trong kìa. Đúng đấy. Anh ơi, đấy. Anh đứng dịch trong này. Đứng dịch trong ạ, dính dịch trong, đừng đứng ngồi đầu ngoài lưới. Đứng này hạ con này được. Con đầu trắng xuống bãi ngô anh em nhé. Anh em theo dõi này. Đã xuống bãi ngô và anh em đang tập trung để xua. Lên đây thì đã thấy ấy rồi. Lên đây đã thấy anh em đang căng lưới xong rồi. Em rồi lên đây là chỉ có đi quay thôi chứ không thể bẫy được. Con này có đấu anh em nhé. Có đấu tí em sẽ có clip đẹp cho anh em xem. Tí anh gửi cho em clip đấy nhá. Anh tí anh gửi cho em cái clip mà người ta gửi cho em. Đây đấy, nó ngay chỗ thằng ngay chỗ kia mà. Ngay chỗ cầm ô kìa. Hình như bạn ấy có một con bay lên rồi anh ạ. Nó bay vột mẹ đằng kia rồi. Con nào dính lưới kìa. Chơi quạt. Vụ này đã rất dụng rồi. Đâu ấy chứ, có thấy đâu. Đấy, chỗ nó vừa hạ. Đúng rồi, hạ chỗ kia ông đứng kìa. Ông cầm gậy kìa. Thấy gì không? Con chim này là được đội thuê để đánh anh em ạ. Thuê người đến đánh. Thì đây họ đã găng lưới hết rồi. Không biết liệu có ăn giả gì không. Em lên đây mưa quá. Họ đang vào xua. À, đi thuê à? Thuê mà, không phải thuê mà kiểu như là ăn chia đôi với nhau, kiểu thế. Đây. À, thế thì hai thùng rồi, hai con rồi. Không, một con rồi. Một con mà cái thằng nó quay mơ ấy. Mơ nào? Quay kinh lôm ấy. Kinh không, nó vẫn là một đấy. Vẫn là con này. Nhưng nó quay ở khu bãi nào. Không thấy à? Không thấy à? Bạn nay một con bay lên không nhầm là nó rồi. Đây anh em này. Em vừa cho mồi lên thì bay đi tìm nó quanh đây xem có thấy không thôi chứ còn. Đó. Cho mồi đang gọi. Bên kia có một đôi đang hót kìa. Đó, đang hót bên kìa, để quay xem phải con đầu trắng không. Để ngồi chờ xem nó về không anh em nhé. Đây ngồi này. Trời hơi mưa. Ok. Các bạn nha, lại tiếp tục treo điểm nữa này. Có con đấu nhưng không biết là có phải con đấu trắng không. Nhìn thấy rồi. Ôi, mồi ché, nó rồi. Có con nào ra không? Có đến gần rồi. Ở đây rồi. Không phải con đầu trắng anh mà. Con màu bình thường. Màu đẹp ấy. Vương thảo chuối. Anh em nhớ thì tới mũi rồi.